Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ này em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được, tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo nè, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái dòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu.
mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ Cẩm Thạch đó, tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm, trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh 4,000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tay mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á.
Ông hỏi mau thấy làm sao, em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không, chị chỉ cho một môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết con quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không mày lời 6,000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng như bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái ấn nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Ờ đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả?
anh mới nghe nó ta nè. Tao lấy đại liên tao nã mày ta cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Bà. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tài rồi. Tao mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xỉ. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thấy gớm không? Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hủ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together! Yeah, yeah! Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ôi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi rảnh không có gì làm, tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đít mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói ông... sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. Bữa nay tôi qua đây thăm chị. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị lần mê. Lần nào qua cũng quà cáp ở trên cái trò vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? Water melon. Water. What? Cái gì vậy ông nội?
Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water. Bà nó có đầu óc, bà ông nào ông nghĩ bậy bạ không à? Cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hôm rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra tập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Security là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, Spality ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi. Tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì không? Chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền, nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra anh ơi. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy à. Ngậm thì cút vậy bà. Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi.
Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Dạ. Ghê quá. Được coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hả, tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Cháu bò. Cháu bò hả? Không phải hả? Anh đi thua bò hả bà? Ờ, tao bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Qua đây. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà giấy cực lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy ra quạt coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Nở nổi không? Nở không. Không nổi. Nở. Không nổi đâu. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Không sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi đi thi. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua thứ dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thi nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi ở tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài không nổi. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Welcome, Kim Soo-Lee!
cục á, ổng làm ăn cái ớt thiệt á. Thôi rồi, mày đặt đi. Lỗi do em không á. Em cái gì, tự nhiên ấy thấy ảnh không? Tự nhiên ảnh cắm đầu, ảnh lộn kỳ quá à. Ai mà cắm đầu lộn đâu. Nhóm nhạc của mình á, ít ra em phải đặt cái nhóm nhạc gì nó sốc lên, nó kêu lên. Hết chuyện đặt cái nhóm nhạc gì? Accident. Accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Văn Đung Si. Văn Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Thôi, chỉ một mình nó bị tai nạn thôi. Tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Tên anh làm gì không bậy? Bi Tông Đe. Bi Tông Đe đâu có bị tai nạn. Bi Tông Đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó, anh thầu xây dựng, em đặt Bi Tông Đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi, nhưng mà tụi anh chỉ là dancer thôi, vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng, cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim So Ly mà. Kim So Ly là nói theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt là con kim bị sao le. Là sao? Ủa, sao le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu sao bị sao le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá, không có cái gì hết, trước sau như một. Nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện, về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn, chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó xoa le luôn à. Đó, tại đó mày mà nhận xô cho dữ vô. Nó xoa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tây đâu, tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xoa le. Đúng rồi, bữa nay á anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi, anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha, để chậm hôi cho nè. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi, ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen, có mình mấy anh khen mà cả. Trời ơi. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh nói thiệt nha, từ lâu rồi anh có chuyện này muốn nói với em mà anh chưa nói. Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? Không có. Chị muốn nói gì? Anh định nói là Sa Văn Hay Du. Là cái gì ông nội? Sa Văn Hay Du. Là gì? Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chặt. Nghe nè. Răng anh văn xa. Ủa? Răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu, tao đưa một cái là văn hết bây giờ. Kỳ cục quá à. Nói chung là anh yêu em. Anh yêu em. Đó, nói chung là vậy. Hai đó. Người cùng yêu mình. Không lẽ mình ốm ốm mà quyến rũ dữ vậy sao? Ôi, hạnh phúc đến nó đập anh trong hứa. Mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi, dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó, anh không có hứa. Mà anh chắc chắn, anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy? Chắc chắn như vậy. Oh my god. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có đây em ơi. Em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa. Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh yêu đứa bay lấy nhau đi. Mày sao kỳ vậy? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai, còn nhảy em mướn ai nhảy không được. Nhưng mà tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu. Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em. Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em. Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Trời, nó đi đào cây nó tặng tôi chứ trời. Sô lê. Em quên Sô Ly. Sô Ly. Sô Ly.
bao nhiêu năm anh đi nhảy nè, anh gom tiền đó mua chiếc nhẫn tặng em. Ôi đừng đi em ơi, anh nè, anh đi nhảy mệt lắm, anh mua sợi dây chuyền, còn tiền tiếp người ta anh mua cái mặt nữa, anh hơn một cái. Yêu anh nha, lấy em đi anh, lấy anh nha em. Em nha, trả lời đi em. Không biết, không biết làm gì khi có hai người yêu mình. Nỡ sao đành, em không muốn ai đau. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Yêu anh đi, yêu anh đi. Lấy anh đi em. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người, giữa hai người em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Ồ, Biren. Biren. Em chọn Biren. Sole, Sole đi theo. Biren, tao tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Jolie lúc nào? Tao quen Jolie từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày bày đặt dành Jolie với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải là vấn đề thời gian, chứ sao? Mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Jolie. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không? Jolie hát ở Seoul đó. Rồi đang sao? Hát, đĩa nhảy, tao đang nhảy. Đĩa nhảy cái tao té một âm. Chất gân, bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, chặt chân là chuyện nhỏ. Mày nhớ cũng gì mày bị chặt chân ha? Mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng 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 đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang giày cao gót à, mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi, tao phải cạo đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà mày có yêu Sony không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân thì tao cũng thương chứ. Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Ha, bạn bè mà như vậy hả? Danh dự nhau hả? Được, tao biết. Tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Julie thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Ha, tao không còn biết. Bằng mọi giá tao sẽ chiếm được trái tim của Julie. Ôi đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Julie thuộc về tao rồi. Julie là của tao. 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 Tao đi kiếm Julie đi. Julie. 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 Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim Sole này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc. Có biết đâu mình tôi, ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không? 14 tháng 12, không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi. Cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cố nhân. Xấu mà cũng được,
xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này giờ đã thay cây khác, mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Mẹ thiệt. Trời ơi. Công nhận cái tên mà Văn Đun Si này của mình đụng xe. Nhưng nó có hôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Công nhận bởi linh thiệt. À, cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình, Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi. Ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng như cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi. Cái bà so le đặt tên hay thiệt. Trời ơi. Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ này bả đang ở đâu. So le. So le ơi. Em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải. Không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Không. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le không tin thử đi. Mỗi thằng thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết trơn. Không ai. Tôi đây. Không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi. Không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Ê, nói cho hai ông nghe. Tôi gặp hai ông ở đây tôi mừng quá. Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên bà đạt đó, accident mà. Tên hơi có huồng chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi, dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Bà ủa sao, đi hát hả? Sao bao nhiêu chục ký Valentine rồi, tôi ra đây tôi kiếm hai ông mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Hả? Đâu có. Ngày nào đúng ngày này 14 tháng 2 tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào, ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói sao vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mình á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi. Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ? Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Bà ơi. Bà đi vậy à? Bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm. Đi khuya má la. Biết rồi. Mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó cứ bà dặn 12 giờ phía phải về tới nhà. Là tôi về trước 12 giờ 5 phút. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó. Trời ơi, vậy sao ông bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao không chịu 6 giờ chiều ra gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, hóa trang đó. 6 giờ chiều đi hát.
6 giờ sáng quá chàng. Đúng rồi. Quá chàng dữ vậy, 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ đắp đắp lên nó đẹp rồi, bây giờ già rồi phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không? Bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hết trời à. Đó, thành thử ra phải mấy cấp từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tu vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà ơi, bà nâng mà gì? Nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Ừ. Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi, bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Thì đam mê nghệ thuật dữ ha. Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng mà. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem. À. Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ồ, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi? Trời ơi. Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá về múa trâu coi ha. Bà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ờ. Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bỏ bóng là bóng. Tôi múa quạ. Nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xè bài ra quốc gì nè. Thứ sắc đó. Trời ơi. Trời ơi, ông quánh bài. Ông quánh bài mà ông kêu ông múa quạt à, coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạ mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Ừ. Còn ông? Chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn à. Sao vậy? Cái gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà mà không ai đeo à. Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau à. Tới lúc này đây không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm à. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có. Tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có. Tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông. Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bà đó. Thôi, tôi nhường cho ông đó. Thôi, ông lấy bà hạnh phúc hơn. Ông lấy bà hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy thôi. Nín đi. Ơi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này. Cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này. Hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gớm không? Tôi nói cho hai ông nghe. Nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy cũng không mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha. Thôi dẹp đi, gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng, có tiền bạc, mà giờ vẫn còn độc thân, từ nhỏ tới lớn. Chưa bao giờ biết người đàn ông. Trời ơi. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm mấy ông ơi.
biết làm gì khi có hai người yêu mình. Nỡ sao đành em không muốn ai đâu, vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao. Nếu em là một ai khác, nếu như không có anh, thì hai ta đâu có ai muộn phiền. Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giận hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muộn phiền. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn lại nỗi đau của ba người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hận đến. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muốn phiền. Thật lòng em không bao muốn. Nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn là ai nỗi đau của ba. Như vậy tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2+1 mà bằng 0. Tao biết lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời, né đi coi chừng trời quánh á. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn đó hả? Thôi thiệt là, thôi đi đi, đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng ba ngày, ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây, ở xứ Hàn mà, chỉ đãi canh chua cá kho tổ là ok nhất. Tôi đi nghe. Em đi à. Đi.